Hello, xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chư Văn An. Today we continue unit 4 our past. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 4 chuyện quá khứ của chúng ta. Phần tiếp theo của bài đó là gì? Lesson 2, read page 41 and 42. Phần bài đọc trang 41 và 42. Open your book please. Các bạn hãy mở sách giáo khoa ra, chúng ta cùng bắt đầu học nha. Nào, phần bài học hôm nay đó là phần bài học nào? Các bạn hãy nhìn vào tranh nè. Đó là một chiếc giày pha lê rất là đẹp. Nhìn vào chiếc giày làm mình liên tưởng đến câu chuyện nào mà các em đã từng nghe và đọc rồi. Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem đó là chuyện gì nào. The lost shoe, chiếc giày bị mất. Các bạn hãy nghe và đọc câu chuyện này nhé. Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea's father very upset. He soon died of a broken heart. Summer came and went. In the fall, the village held a harvest festival. That year, everyone was excited as a prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut's mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none. However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea's rags into beautiful clothes. As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course, the shoe fitted Little Pea, and the prince immediately fell in love with her. Nào, các bạn mới vừa nghe xong câu chuyện, mà để tìm hiểu câu chuyện rõ hơn, chúng ta hãy tìm các từ vựng trong bài này để mình hiểu bài được rõ hơn nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu từ mới nào. Name, danh từ là tên, named. Động từ thì nó có nghĩa là được đặt tên theo ai đó. Married, get married là kết hôn. Die, die from có nghĩa là mất hoặc là chết. Tùy theo tình huống mà mình sử dụng, nếu chết vì bệnh thì là die. Chết do tác động thì die from. Danh từ của nó là death. Tính từ là dead. Trạng từ là deadly. Fortune, danh từ là vận may, sự may mắn. Tính từ fortunate, trái nghĩa với nó là unfortunate, may mắn, không may mắn. Trạng từ fortunately, trái nghĩa là unfortunately, một cách may mắn, một cách không may mắn. Cruelty là sự độc ác. Cruel là hung ác, hung dữ. Trạng từ của nó là cruelly. Do chores làm việc nhà. Broken heart nghĩa là đau buồn, phiền muộn, thất tình. Haunt, held, held là tổ chức. Harvest festival, lễ hội mùa gặt hoặc là mùa thu hoạch. Excite là phấn khởi, làm phấn khích hay là gây hào hứng. Danh từ nó là excitement. Tính từ excited, exciting. Trạng từ excitedly. None có nghĩa là không ai. Prince là hoàng tử. Princess là công chúa. Fairy, nàng tiên. Magic là sự ảo thuật,
hoặc là ảo thuật, magician, là nhà ảo thuật, magical. Tính từ, trạng từ của nó là magically. As, when, có nghĩa là tương đương nhau, có nghĩa là khi mà, khi nào, lúc nào. Red, có nghĩa là dẻ lao hoặc là quần áo rách rưới tả tơi. Decide, decide là quyết định, danh từ của nó là decision, tính từ decisive và trạng từ của nó là decisively. Own, vừa động từ vừa tính từ, nếu là động từ thì có nghĩa là làm chủ hoặc sở hữu hay là có, hoặc nó có nghĩa là của riêng. Owner là người chủ, nó là danh từ. Immediateness có nghĩa là danh từ, tính từ của nó là immediate, nó nghĩa là ngay lập tức, ngay tức thì. Trạng từ là immediately. Fall in love with có nghĩa là đem lòng yêu ai, phải lòng ai. Vậy các bạn đã tìm hiểu được các từ vựng và các bạn viết vào trong tập đầy đủ và nhớ học các hình thức và form của các từ luôn nha. Nào, chiếc giày bị mất. Để hiểu hơn, các bạn hãy cùng đọc lại với cô nè. Once a poor farmer had a daughter named Little T. Ngày xưa, có một bác nông dân có một đứa con gái có tên là Little P. After his wife, died, sau khi vợ ông ấy mất, the farmer married again. Bác nông dân lại kết hôn lần nữa. His new wife had a daughter, Starnut. Người vợ mới của ông có một đứa con gái riêng tên là Starnut. Unfortunately, không may làm sao, the new wife were very cruel to Little P. Người vợ mới này thì rất là hung dữ hoặc là thô lỗ với lại Little P. Little P had to do chores all day. Bé Little P phải làm công việc nhà suốt cả ngày. This made Little P father very upset. Điều này dẫn đến cho ba của Little P trở nên đau lòng. He soon died of a broken heart. Và ông ấy chẳng bao lâu sau thì mất vì buồn. Summer came and went. Mùa hè đến rồi lại đi. In the fall, the village held its harvest festival. Vào mùa thu, ngôi làng tổ chức một lễ hội thu hoạch vụ mùa. That year, vào năm đó, everyone was excited. Mọi người rất là háo hức. As the prince wanted to tell his wife from the village. Vị hoàng tử, khi mà vị hoàng tử muốn chọn một người vợ cho mình từ ngôi làng đó. Starnut mother made new clothes for her. Mẹ của Starnut may rất nhiều quần áo mới cho cô ta. But poor Little P had none. Nhưng cô bé Little P đáng thương lại không có cái nào cả. However, before the festival started. Tuy nhiên, trước khi lễ hội bắt đầu, a fairy appeared and magical changed Little P right into beautiful clothes. Nàng tiên xuất hiện và dùng ma thuật đổi quần áo rách rưới của bé Little P, của cô Little P này, sang một bộ quần áo mới thật là đẹp. As Little P ran to the festival, khi Little P chạy đến lễ hội, she dropped one of her shoes and lost it. Và cô đã làm rớt một trong những chiếc giày của mình và làm mất nó. When the prince found the shoe, khi vị hoàng tử tìm thấy chiếc giày, he decided to marry the girl who owned it. Anh ấy quyết định lấy người con gái nào mà người đó làm chủ chiếc giày. However, the shoe fit Little P and the prince immediately fell in love with her. Sau, dĩ nhiên, chiếc giày đó vừa với lại Little P và vị hoàng tử ngay lập tức đem lòng yêu cô ấy. Câu chuyện rất là hay, các con bạn. Và trong câu chuyện này, các bạn có thể liên tưởng đến câu chuyện nào là lọ lem hoặc là chuyện gì đó, các bạn đã biết rồi nè.
Sau khi các bạn đã hiểu trong chuyện đó, nhiệm vụ của các bạn đầu tiên đó là hãy hoàn thành các câu với những từ trong câu chuyện, điền vào chỗ trống để cho câu nó hoàn chỉnh nghĩa hơn. Phần câu số 1, Little P Father Words. Ba của Little P là 1. B, Little P Mother when she was young. Mẹ của Little P khi cô ấy còn bé. C, Little P to do the housework all day after her father got married. Little P làm việc nhà suốt ngày sau khi ba của cô ta lấy vợ hoặc là kết hôn. D, the rings wanted to a girl from Little P village. Vị hoàng tử muốn một cô gái từ trong làng của Little P. E, Stoddard mother did not make for Little P. Mẹ của Stoddard đã không có làm cho Little P. Chỗ này có hai chỗ trống, các bạn phải điền vào hai chỗ trống đó là hai từ nha. F, the ring found Little P shoe. Vị hoàng tử tìm thấy Little P chiếc giày. Chứ mình phải tìm từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống nha. Nào các bạn bắt đầu làm. Time's up. Thời gian kết thúc. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đáp án nào. Little P's father was a farmer. Ba của Little P là một bác nông dân. Hoặc bạn có thể thêm vào là poor farmer cũng được. Little P mother died. Mẹ của Little P đã mất khi cô ấy còn trẻ, còn nhỏ. C, had. Các bạn lưu ý ở đây có chữ to do. Như vậy phía trước phải có một cái động từ nào đó đi chung với to thì được. Như vậy ở đây mình tìm hiểu đó là gì? Little P phải làm việc nhà suốt ngày. Như vậy phải là chúng ta phải dùng chữ gì đây? Had. Hôm trước mình đã có học qua rồi nha. Sau khi ba của cô ấy làm gì nào? Married again. Đúng rồi. Sau khi ba của cô ấy lấy vợ hoặc là kết hôn lần nữa. Cô đi. The rings wanted to marry. Người hoàng tử muốn kết hôn. Hoặc có thể cách khác là gì? Choose. Chọn một cô gái từ trong ngôi làng của Little V. Kết hôn với một cô gái hoặc chọn một cô gái. Các bạn có thể sử dụng một trong hai đáp án này. E, bà mẹ của Stoddard không có may new clothes, quần áo mới cho Little P. Cho nên chỗ trống của mình là chữ đầu tiên là new, từ thứ hai là clothes. Và cái cuối cùng đó là gì? Vị hoàng tử đã tìm thấy được gì đây? Lost shoe, chiếc giày bị mất của Little P. Nào các bạn hãy kiểm tra lại đáp án của mình. Nếu sai thì chúng ta hãy sửa lại, ghi lại đầy đủ vào trong tập của mình nha. Nào, chúng ta qua phần bài tập số 2, test 2. Answer the questions. Write the answer in your exercise book. Các bạn hãy trả lời các câu hỏi và viết các câu trả lời này vào trong tập của mình nha. Câu đầu tiên đó là gì nào? Who was Little P? Little P là ai? B, what did Stoddard's mother make Little P do all day? Mẹ của Stoddard đã bắt Little P làm gì suốt cả ngày? C, how did Little P get her new clothes? Little P có được quần áo mới của mình bằng cách nào? D, who did the rings decide to marry? Vị hoàng tử quyết định kết hôn với ai? E, is this a true story? How do you know? Câu chuyện này có thật không? Làm cách nào bạn biết? Nào, các bạn hãy đọc lại câu chuyện và trả lời các câu hỏi này nha. Bắt đầu làm. Nào, ties up.
Thời gian kết thúc, chúng ta hãy cùng kiểm tra lại đáp án nào. Little P was a poor farmer's daughter. Little P là một đứa con gái của một bác nông dân nghèo khổ. B. Spartan's mother made Little P do the chores all day. Mẹ của Spartan bắt Little P làm công việc nhà suốt cả ngày. C. A fairy magically changed her red into beautiful clothes. Nàng tiên, bà tiên đã biến quần áo rách rưới của cô ấy bằng ma thuật sang thành một bộ đồ thật là đẹp. D. The ring decided to marry the girl who owned the shoe. Vị hoàng tử quyết định lấy người con gái nào mà người đó làm chủ chiếc giày. Câu cuối cùng nào. No, this isn't a true story. Không, nó không phải là câu chuyện có thật. Đây là một câu chuyện. This is a folktale. Nó là câu chuyện ngày xưa, chuyện dân gian. Các bạn hãy kiểm tra lại đáp án của mình và viết lại câu trả lời vào trong tập của mình nha. Nào, các bạn bắt đầu viết. Khi các bạn đã viết các câu trả lời vào trong tập, phần tiếp theo chúng ta cần lưu ý đó là trong bài này chúng ta biết được cái decide theo sau nó là to verb và make cộng someone cộng verb nguyên mẫu, có nghĩa là bắt ai làm gì đó hoặc để ai làm gì đó, tương tự với nó là force someone to verb, cưỡng ép, bắt ép ai làm việc gì. Và ôm lại cho chúng ta thì quá khứ đơn, vì là câu chuyện đã xảy ra rồi, mình kể lại thì tất cả các động từ đều phải sử dụng ở hình thức quá khứ. Và động từ ở hình thức quá khứ, nhắc lại lần nữa là verb ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc hoặc là thêm ed. Nếu như phủ định thì chúng ta sẽ dùng didn't cộng verb nguyên mẫu. Nghi ngờ thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ did, subject, verb và câu hỏi. Đó là trong trường hợp nghi ngờ vấn. Và công việc tiếp theo của mình đó là gì? Homework. Bài tập về nhà, các bạn hãy học thuộc lòng tất cả các từ vựng và nhớ viết bài vào trong tập đầy đủ và cẩn thận. Phần tiếp theo bạn phải repair right unit 4. Bạn hãy chuẩn bị phần viết ở bài số 4 trong sách giáo khoa. Bài học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em. Chúc các em vui học, khỏe. Bye bye.